Chồng ơi, quay lại với cái máy phân cũ của mình nhé. Hôm nay thì mình có về hàng đây. Thì như những lần trước nha mọi người. Mọi người vào thì cho mình xin một like, đăng ký. Và ai ai mới vào xem thì comment chào nhau một tiếng nha mọi người. Alo hay là chấm hay là hỏi thăm nhau một tiếng cũng được. Tăng tương tác thôi nha mọi người. Comment chào nhau một tiếng nha mọi người. Mọi người xem video thì cho mình xin một like. Còn đăng ký hay gì đó thì tùy mọi người nhé. Đây, như thường lệ thì khi nào có hàng về ấy, thì mình sẽ quay một video tổng thể như thế này để mọi người thấy là thích con nào thì chọn con đó luôn. Để mình gửi trước sớm cho mọi người. Rồi sau này sau khi mọi người chọn xong lại thì mình mới bắt đầu có những con mà bị hư hỏng hay là xấu gì thì mình mới về xin rồi sửa chữa lại. Rồi sẽ đăng video bán lẻ. Còn bây giờ là hiện tại là giống kiểu như ai ơi, gửi xị này hay là chọn máy đẹp này này kia thì mình sẽ giới thiệu từ từ nha mọi người. Đây, để mình giới thiệu trước cho. Thì trong video này thì mình chưa có báo giá được vì số lượng nó rất là nhiều, không phải như cái video như những cái video là video gì ta, video bán lẻ từng cái một nha mọi người. Đây là mình chỉ quay tổng thể cho mọi người xem thôi nhá. Để đến level 2 này. 18V. Kiếm cực kiếm Ryobi 10/8. Loại này hình như dùng pin để watt 12V thì phải này. Bàn vịt Hitachi này. Vịt 133 này. Mất cái nắp che bàn phím đây này. Bị gãy chỗ này này. Người có cháy không này. Đó. Này. DM2. Lúc này cũng được mấy con DM2 đấy chứ. Vị trí tập chi. Khoan. Khoan là T14V. DM2 nữa này. Ba này 916 này. Bể cái chứ đấy. À không phải bể. Cái này là cái cao su ở ngoài chứ không phải bể nhé. 16 cái này DM này thì là 94V không than này. 13 DM2 à, ba này cũng DM2 mà 916 23 916 này. Mấy 916 này sai 12V ok nha mọi người. Bây giờ cơ 18V có búa này. 18V phải không ta? Hình như 18 á. Hình như bài này 18 thôi vậy. Rồi khoan Pana 7442. Tìm kiếm bot. Bot 36V gãy gãy này. Cái này chắc là do dập nha mọi người. Mất cái nắp công tắc đây này. Đấy, con bấm được mà mất cái nắp công tắc rồi. Nói chung là con này là dập gãy bể gì đây. Gãy tiếng gãy bị dập thôi. Số 1, số 2 khóa này. À, gãy mình nhôm ở đây này. Đó. Này, đây. Con hư này. À, dập này. Bảo giá ngay 300. Không tệ. 300, 36V cực hiếm. À, vít banana tí chứ đây. Ồ, bà cửa này về này. Cửa này tí 12V rồi, 1 tấc 35 này. Ở đây. Con cửa này nó lắp từ cắt đá vào để cắt sắt được mọi người đấy. Đó. Nó lắp rồi đá này vào để cắt sắt được đấy. Hai. Như thế bị như đấy không biết như cái Catiren này có bộ Toshiba 14V máy khoan Toshiba 14V này nguyên thùng này. Hai pin này pin đưa ống lên nha mọi người, nhưng mà hai quả pin này hư rồi. Còn cái máy khoan thùng sạc đây, nhưng mà cái này thì mạch đưa ống này sạc này, nên cái này về mọi người chỉ cần thay xéo là sạc và dùng được rồi đó. Bộ này à, bộ này bán là
triệu ba luôn, hai phím chết, khoan 14 vốn, triệu hai đi, nhìn con nó lè đi, đó được chưa? Và này, ô và này, mỗi thứ một nơi rồi, này, này, đấy, như đây, như đây. À, cái này hình như để làm dấu, lấy dấu thứ vậy, như để lấy dấu thứ vậy. Rồi, ba Hilti TE2 này, ôi trời, ba này đẹp. TE2 này hình như 24 vốn rồi mọi người nhá. TE2 24 vốn, con này có chổi than. Kèm cái thùng này nữa. Chỉ có thùng và thân máy thôi. Triệu 1 nhá. Đó. Đó được chỉ bảo luôn đi. Bà này cưa là tí 24 vôn, vỏ pin ô 22 vôn, 5.2 ampe, con sống luôn, ngon chưa, quá ngon nha mọi người, 22 vôn, 5.2 ampe, con sống luôn. Này 36 vôn, 3 ampe, không có đèn. 18 vôn, 6 ampe, một đèn nhấp nháy, chắc thứ này phải tính gì thôi, thổi thổi Trung Quốc này. Được rồi. Ồ, bàn này bị gãy kìa, bị mất cái nắp ở trước này, gãy ở cái phần này rồi. Ba này chạy nha mọi người, chạy. Chạy 1 triệu. Ba này cũng rửa. Ba này cũng vậy, không có chén. Mất cái để nâng hạ, thật ra mọi người chẳng cần nâng hạ làm gì à. Đó. Nâng hạ chẳng để làm gì. Để thế này sai thôi, chạy mất cái chén. Không có rửa 1 triệu. Hai con này không than. Không than cưa không tan 18 vốn nha. Bà này không có pin test. Panasonic 7V2 à? Ở đâu nói 7V2 bị gập, không có pin test. Đèn. Đèn Hitachi 14-18V. Ủa, nó đang bị cận cái gì đấy, mình gập xuống không được. Dụi ra cũng được, không biết nó đang bị cận cái gì á. Ngoài hình thì cũng được đẹp lắm. Hitachi. Đây này thì đáng sáng bình thường. 600. Cái này thì chưa thử. Cái này thì không biết cái công tắc đi đâu rồi. Chưa bảo được. Đó. Khoan bê tông. Là tí 12 vốn. Ôi trời. Này. Thế thảm chưa. Mất cái nút chuyển. Rồi ở đây còn bị rụng vô không phạt nữa. Rụng cái này thì như rụng vỏ thôi, chứ phía trong không gắn gì nha mọi người. Phía trong không gắn gì hết. Rụng vỏ thôi. Con này bản thân máy không vỏ pin, 512 vôn. Đó. Thân máy không vỏ pin. Cưa Makita rưỡi 1 tấc 65. Còn đó triệu. Ô đây Hikoki 14 vôn, Hikoki là máy đời mới rồi cho mọi người. Chi khoan bê tông 14 vôn, Hikoki đời mới rồi. Thân máy vỏ pin 1,2 triệu. Chỉ 16 nữa này. Mình quay tay cầm, mình cầm tay để đi qua đi lại quay cho mọi người nên nó hơi bị lag, mọi người thông cảm nhé. Bài này siêu đẹp luôn hết rồi. Ồ, đẹp thế chưa. Tay mình mất góc ở chỗ này, chỗ này không có thông số không sao. Ồ, cái đầu này đã chưa, chỉ 16. Có vẻ full chức năng đấy. 500.
À, này thân máy vỏ pin 700, ba này 12V 6403 6470, có vẻ là full này, full chức năng thân máy vỏ pin 550, DDR 18 chụp chả mất vịt rồi con đâu, mất vịt rồi nha mọi người. Này bị tháo lên kế nó đi này, 7546 gãy luôn, 7540 này, cái này 7540 bật bàn phím luôn, chắc nó cháy. Ô đèn sáng này, ba này ô đẹp, ô đẹp sao mà đẹp đấy, 12V DM2 bu lông này. Cái này nó buộc sợi dây rút màu vàng. Đẹp chưa? Đen quá. Đen sáng đẹp luôn này. Máy như mới luôn nha mọi người. Bu lông 12V máy như mới. Máy này mua về vệ sinh xong thì thật chứ. Chắc để tủ quá. Ồ, đẹp chưa? Một mảng trầy xước chưa nữa. 900. 900 nhé. 7, 4A1. Ờ, chạy, cục pin con chạy luôn này. Co dơ điều tốc kịp thẳng khi được khi không, đèn một răng lỗ đèn nếu toàn hư công tắc đấy này, công tắc cũng có này, công tắc bị gì đây đây này, chỉ công tắc này này, cái lỗ đèn này bị gì á, mai người ta chi ở đây bao nhiêu, 18V. Mai Hitachi ở dưới đây 14V, khoan bê tông 165 là 18V, còn đây phun chức năng tiêu bá nha mọi người. Gì nữa đâu, đây ở đây 132 133 chứ, đây không biết sống chết chứ, đây này là gì đây? Ừ, 7202 ngoại hình tan nát. Ngoại hình không được đẹp, có thể gọi là xấu. Cái này 162, 162 1 triệu full chức năng, này 1 triệu, 163, 63 cộng lại 14V, full chức năng thì 1.1. Mai nữa này, mai này 14V Makita đã 100, full thì full chức năng thì là 1 triệu. Khoan Makita DF370, dòng này nhỏ gọn chứ. Dòng này thì không có cái gì ta, không có búa. Dòng này nhỏ gọn đẹp đấy chứ. 14V nha mọi người. Mình nói hơi nhỏ mọi người thông cảm nhá. Gì đây? Ồ. Oh. Makita 18V. Con này gọi là AVT không trụi than. Mà không biết là như thế này thì chắc là ai vứt nó vào trong lửa, đốt nó, hủy nó ấy răng á. Ai hủy nó rồi hay sao ạ? Không biết nó còn chạy hay không nè. Không biết không chạy hay không nha mọi người. Kệ nó đi. Thế như hết rồi. Hết rồi. Hôm nay được vài máy gì vậy thôi nha mọi người. Được mấy con nha mọi người.
Đó thì mình cũng có bảo giá sơ sơ một vài con biết giá thì bảo, một vài con chưa biết giá thì từ từ định giá sau đã nha mọi người. Đó, mọi người vào xem thì comment chào nhau một tiếng nha mọi người. Alo, thế này thì kia gì đó thì mọi người chào nhau một tiếng. Mọi người mua cái gì thì liên hệ số điện thoại trên tiêu đề, rồi có gì mình kết liên hệ số điện thoại trên tiêu đề, rồi bán Zalo, rồi có gì mình bảo lại cho mọi người nhé. Thì đây là ổng đồng bao nhiêu vốn, 916, có vỏ pin luôn, 2 ampe vỏ pin, cái này hình như có hai vỏ pin luôn thì phải. Chút xa phèo ruột phèo gan ra ngoài này, Hikoki này, ô xa, cái này cận banh này, cái này cận banh chắc lên này, dập này, đau khổ chứ, cận banh chắc chắn lắm, máy mà không bị nhỏ mọt cái vỏ nhôm đầu búa phía trong này không sao này, vỏ pin Trung Quốc có màu đen. Cưa Hitachi e-motor 18V. Rồi, hôm nay chỉ có từng đó thôi nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của mình. À, xem video cho mình xin một tờ giấy nhé. Mua hàng gì thế này, số điện thoại trên tiếp đây. Rồi là cái bàn Zalo cũng được. Rồi thích cái nào thì mình sẽ chụp hình gửi cho mọi người xem, rồi bảo chi tiết máy hư máy hỏng thế này thì kia, hay máy phun chức năng cho mọi người nhé. Cảm ơn mọi người nhiều.